em nhìn đây là bản chất của hai watermark này. Đây là cái bảng của mọi người nhé. Khi đầu tiên chúng ta thêm dữ liệu bảng này, thì những dữ liệu ban đầu thì chúng ta chỉ insert mà không có bất kỳ xóa hay sửa gì này, thì dữ liệu nó sẽ đầy lên đến một cái ngưỡng. Đó. Cái ngưỡng này nó gọi là hai watermark. Nếu tôi giả sử với anh em sau khi thêm vào thì chúng ta thực hiện lệnh delete thì sao? Thì tại đây nó sẽ xuất hiện những cái chỗ trống, những cái bản ghi đấy bị xóa đi mà, xuất hiện chỗ trống này đúng không? Vậy thì cái bảng này sẽ bị lỗ chỗ. Vậy bây giờ chúng tôi lại tiếp tục có một lệnh insert mới. Câu hỏi đặt ra nó sẽ insert vào đây hay insert vào chỗ trống? Cái nếu chúng ta có một lệnh insert thông thường ấy, thì tất cả các database ấy, nó sẽ làm một thứ là nó sẽ tìm cái chỗ trống và insert dữ liệu vào chỗ trống này. Việc insert dữ liệu vào chỗ trống này giúp nó tiết kiệm không gian lưu trữ và tối ưu cho thằng cơ sở dữ liệu. Dẫn chứng của việc này, anh em có thể xem những cái demo của tôi đã thực hiện. Hoặc anh em có thể làm một thứ, anh em hãy thử tự mình insert 10GB dữ liệu. Vâng, thì cái bảng mình to lên 10GB đúng không? Bây giờ anh em mình xóa toàn bộ đi, hoặc xóa một phần đi. Em xóa 5GB chẳng hạn, còn 50%. Sau đó anh em mình lại thêm dữ liệu vào 50%. Anh em mình xem dung lượng nó có lên 15GB không? Hay dung lượng nó vẫn 10GB? Tự anh em sẽ có câu trả lời.